Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh của Độc Đáo TV. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Toyota là hãng xe được độc giả quan tâm nhất. Thế còn VinFast thì đứng ở đâu? Sau một tháng đi vào hoạt động, hệ thống dữ liệu VinCar có hơn 610.000 lượt xem thông tin về các dòng xe trên VinCar, nơi cung cấp dữ liệu của 29 thương hiệu với gần 160 dòng xe và có gần 500 phiên bản đang bán chính hãng tại Việt Nam. Tính trung bình mỗi ngày, chúng ta có hơn 20.300 lượt truy cập vào VinCar. Trong hơn một tháng, Toyota là cái tên được độc giả quan tâm nhất trên VinCar khi có gần 36.000 lượt tìm kiếm thông tin về các dòng xe của hãng này. Tức là mỗi ngày sẽ có khoảng 1.200 lượt. Tương tự sức hút hàng đầu trên VinCar thì Toyota cũng là hãng bán chạy số 1 trên thị trường 9 tháng đầu năm 2021 với doanh số nếu như chỉ tính xe con đạt 37.905 chiếc. Không phải là Vios, mẫu SUV Fortuner mới là sản phẩm được độc giả tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt là phiên bản 2.4MT một cầu và máy dầu hướng đến nhóm khách hàng sắm xe chạy dịch vụ. Có tới 44.400 lượt tìm hiểu về Fortuner. Đứng sau Toyota, sự quan tâm của độc giả đổ dồn cho hai hãng xe Hàn Quốc là Kia và Hyundai. Thương hiệu Kia làm nóng thị trường với việc tung ra hơn 10 mẫu xe mới kèm theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022. Việc Kia xếp thứ hai một phần cũng bởi vì những sản phẩm mới này. Trong khi đó thì Hyundai là thương hiệu được quan tâm nhiều thứ ba trên VinCar. Điều này phần nào cho thấy nhận diện thương hiệu ô tô Hàn Quốc rõ nét hơn rất nhiều so với trước đây. Doanh số bán xe của Hyundai Kia thì chỉ xếp sau Toyota cũng là minh chứng cho điều này. Với việc phân khúc mini SUV phát triển sôi động tại Việt Nam, còn Kia Sonet là cái tên mới nhất gia nhập vào thị trường, độc giả dành sự chú ý đặc biệt cho mẫu xe này. Trên thư viện VinCar, Sonet trong 2 tuần có lượt tìm kiếm đối chiếu thông tin nhiều thứ hai chỉ đứng sau Toyota Fortuner. Xếp ở bên dưới Hyundai với lượng tham khảo thông tin chính là VinFast, thương hiệu của Việt Nam gây sốt với màn ra mắt chiếc xe điện phổ thông đầu tiên VF E34. Ở phân khúc xe sang, Mercedes là thương hiệu được quan tâm nhất. Vingroup chính thức khởi công siêu dự án 10 tỷ đô la Mỹ. Dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh do liên danh tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 4.109,64 ha tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến đạt 232.369 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 tỷ đô. Dự án có vị trí nằm giáp với các tuyến đường của khu vực phía Bắc như là cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, quốc lộ 18A, nằm kề cận với các khu du lịch biển như là Bãi Cháy, Vịnh Hạ Long và Tuần Châu. Chiếm vị trí trung tâm của dự án đó là khu đô thị phức hợp bao gồm các khu nhà ở thấp tầng, tòa căn hộ, khu văn phòng, thương mại dịch vụ, trường học, bệnh viện. Hướng ra vịnh Hạ Long là các khu resort, khách sạn mang thương hiệu Vinpearl kết hợp với công viên vui chơi giải trí và sân golf. Bên cạnh đó thì Hạ Long Xanh còn quy hoạch các vị trí riêng dành cho các công trình như là trung tâm hội nghị và hội thảo quốc tế. Với mục tiêu phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh, dự án này được đánh giá là động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói chung và cho hai địa phương là thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long nói riêng, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới. iPhone 13 Pro Max cháy hàng toàn bộ tại Việt Nam. Lúc 0 giờ sáng ngày 22 tháng 10 2021, một số hệ thống bán lẻ như FPT Shop, Di động Việt, Minh Tuấn Mobile hay là Hnam Mobile đã tiến hành chương trình giao iPhone 13 chính hãng cho khách hàng. Không khí xếp hàng mua iPhone không sôi động như những năm trước đây. Tuy nhiên thì việc vẫn có khách hàng đến nhận iPhone 13 vào lúc nửa đêm cho thấy được sức hút của iPhone 13 năm 2021 là rất lớn. Đại diện hệ thống FPT Shop cho biết đơn vị này đã giao khoảng 1.000 chiếc máy cho khách hàng trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 22 tháng 10. Ông Nguyễn Thế Kha, giám đốc khối viễn thông di động hệ thống FPT Shop chia sẻ rằng chỉ trong ngày đầu bán ra iPhone 13 Series, hệ thống đã thu về gần 200 tỷ đồng khi bán ra gần 5.000 chiếc máy, phá vỡ kỷ lục trong tất cả các kỳ mở bán. Tại sự kiện khai trương cửa hàng Top Dog đầu tiên ở Việt Nam, ông Đoàn Văn Hiểu Em, tổng giám đốc của Thế giới di động, công ty cổ phần Thế giới di động, cho biết rằng dù đang trong tình trạng khan hàng, thế nhưng hệ thống là đối tác lớn của Apple nên đã nhập được 25.000 sản phẩm iPhone 13 để phục vụ cho người tiêu dùng.
Cả hai hệ thống lớn này đều cho biết số lượng hàng chỉ đáp ứng cho khách đã đặt cọc. Đối với những khách hàng không tham gia chương trình đặt trước thì không thể mua được hàng ở thời điểm hiện tại. Nhân viên của hệ thống Thế giới di động chia sẻ, tất cả các phiên bản iPhone 13 đều đã cháy hàng, ngay cả một số khách hàng đã đặt cọc trước thì vẫn chưa thể nhận được máy. Dự kiến là khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 2021 sẽ có đợt hàng tiếp theo. Các hệ thống khác như là Hoàng Hà Mobile, Sapphires hay Hana Mobile cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện của hệ thống Sapphires nói, một số model như iPhone 13 Pro Max 128, iPhone 13 128GB, 256GB, đặc biệt màu hồng, hiện nay chỉ nhận đăng ký thông tin và trả hàng dự kiến từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11 2021. Người Việt có thực sự xài sang chi mạnh để mua chiếc điện thoại iPhone 13? Sau từ 1 đến 2 ngày đầu mở bán iPhone 13 tại thị trường Việt Nam, những con số ban đầu từ nhiều chỗ bán lẻ đều cho thấy được nhu cầu đặt mua gia tăng đột biến. Một thông tin gây bốc hỏa là chuỗi FPT Shop chỉ sau ngày đầu tiên mở bán đã đạt doanh số gần 200 tỷ đồng từ điện thoại iPhone 13. Con số này càng khiến cho dư luận nghiêng về nhận định rằng người Việt chơi sang, đặc biệt là với nhà táo khuyết, cho dù là thu nhập nhìn chung của người dân trong bối cảnh dịch bệnh giảm sút khá nhiều. Và nếu như chỉ nhìn vào những con số trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung, cũng có không ít ý kiến cho rằng dường như đang xảy ra điều nghịch lý. Tuy nhiên, theo lý giải của ông Nguyễn Ngọc Đạt, giám đốc chuỗi di động Việt, nghịch lý xài sang có lý do của nó. Ông Đạt cho rằng dung lượng thị trường iPhone nhiều năm qua được chia 50-50 cho hàng sách tay và hàng chính hãng. Tuy nhiên thì qua hai mùa iPhone 12 và 13 xảy ra dịch bệnh nên các kênh vận chuyển nhìn chung là đứt gãy, trong đó đặc biệt là kênh hàng không. Theo đó, iPhone sách tay về Việt Nam đã bị giảm rất mạnh, từ đó thì người tiêu dùng chuyển dịch sang đặt hàng chính hãng. Những con số đặt hàng chính hãng tại các chuỗi bán lẻ lại thường xuyên và sớm được công bố cũng tạo ra cảm giác thị trường tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên thì ông Đạt đưa ra nhận định rằng tổng cầu iPhone trên thị trường thực chất không tăng, diễn biến nhu cầu tăng đột biến có thể thực chất chỉ là chuyển từ khu vực iPhone sách tay sang iPhone chính hãng mà thôi. Còn theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO của chuỗi Thế giới di động, iPhone chiếm khoảng 30% doanh số thị trường điện thoại tại Việt Nam. Kể từ vài năm trước đó, tổng dung lượng thị trường điện thoại tại Việt Nam theo nghiên cứu đã đạt ngưỡng khoảng 2 tỷ đô trên năm. Với giả thuyết, với 1/3 của con số 2 tỷ đô là khoảng hơn 600 triệu đô, có nghĩa một nửa là doanh số của iPhone sách tay đã chuyển dịch đến hơn 90% sang iPhone chính hãng, hoàn toàn có thể tạo ra sự tăng trưởng đột biến cho các chuỗi bán lẻ hàng chính hãng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.